Hello, xin chào thầy và các bạn. Em tên là Nguyễn Thanh Trọng, mã số sinh viên là 1514-1076. Hôm nay em sẽ trình bày về bài tập 2 về môn lập trình Android. Đầu tiên mình sẽ mở ứng dụng Android Studio lên ở đây. Và đây là giao diện sẵn, mình sẽ tạo một project mới, new project. Em đặt tên sẽ là bài tập 2 và lưu ở Android. Và chúng ta chọn ở đây là empty. Những thông số này thì mình sẽ để nguyên. Đây là chương trình đang khởi tạo vào. Bài tập 2 này thì mình sẽ viết một cái app giới thiệu về cuốn, giống như một cuốn cẩm nang về Bình Dương. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu tiến hành download từ trên mạng những cái ảnh trong mình đưa cho phòng picture về ẩm thực, với ba món ăn và quán cà phê là ba quán cà phê nổi tiếng ở Bình Dương và du lịch là một địa điểm ở Đại Nam. Rồi. Trong khi chờ đợi thì mình đã download những cái này về sẵn rồi lưu trong phòng picture rồi. Mình sẽ copy nó trước. Là chuột phải rồi thì trong giao diện chính trong phần main activity thì mình qua phần test ha. Ở đây mình sẽ sử dụng phần related layout để cho nó dễ giao diện, vì chương trình nó chưa chạy xong nên sẽ không có gợi ý. Tại vì mình vừa chạy cái chương trình này và chưa chạy phần mềm quay video nữa, quay màn hình nữa thì nó khá là lâu. Đây là phần trong phần main activity chương trình. Thì ở đây mình sẽ khai báo cái biến ở phần này. Ở trong phần chính thì mình sẽ bắt đầu ánh xạ. Mình sẽ ghi trước. À, nó đã chạy xong rồi. Bây giờ mình sẽ qua main activity để mình làm cái layout trước. Thì mình sẽ qua phần test. Ở đây mình sẽ dùng là related layout. Design lại. Thì trong phần design này mình sẽ đó, ở đây trong màn hình chính của mình đã không có hiện cái chữ Hello World nên nó bị lỗi cái đầu. Mình sẽ chỉnh qua là HoloLive. Ok. Ở đây hiện chữ Hello World rồi. Thì bắt đầu mình sẽ tiến hành tạo giao diện cho nó. Đầu tiên mình sẽ cần một cái text view. Đây là ví dụ như mình ghi là chữ cẩm nang. Demo mình sẽ không có chỉnh nhiều cái màu chữ hay là cỡ gì, chủ yếu là build cho nó chạy trước thôi. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho nó một cái radio rock thì để nhanh thì mình
lấy tịch leo thì mình cần chú ý là phải đặt cái ID cho nó chính xác thôi. Rồi radio rất ở đây mình thường phải đặt cái tên của nó là radio. Bottom mình sẽ đặt radio bottom 1, 2 và 3. Rồi để nó là ẩm thực, rồi ở đây sẽ là chữ du là du lịch, chữ d là du lịch, cuối cùng sẽ là cà phê c và d là cà phê, đến cà phê đây là sẽ là du lịch. Rồi sau khi bấm ba cái nút này á thì nó sẽ chuyển sang cái màn hình khác, cái layout khác, rồi thì mình sẽ chọn nó, xong rồi mình sẽ có nút ở đây là xác nhận, thì mình sẽ cho một cái button vào đây, như button mình đặt tên sẽ là khám phá đi, bắt đầu khám phá. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành tạo những cái con, cái main con, activity con. Đây là activity chính là nó lưu trong Java Cons. Thì mình bắt đầu tạo một cái activity con để trước khi mình bấm cái này, mình bấm xác thực rồi sẽ qua những cái activity con. Đây mình sẽ bấm chuột phải vào con new, mình chọn phần class, rồi đặt tên cho nó là mình sẽ vào layout, mình sẽ thêm lên cái layout new layout activity empty activity. Trong phần này thì mình sẽ chọn một cái email view, này mình sẽ để là 120 GB. Rồi mình sẽ để cái ID là email view. Chỉnh cái app đem lại.
thì mình sẽ lấy ở đâu? Ở đây mình copy, tiến hành copy qua, copy cho một raw nè, bát. Ok, còn như vậy một hoặc là bạn có thể kéo thả như vậy. Đây mình sẽ sử dụng cái emoji trong process ẩm thực. Thích cho cái cái tích view nữa cho nó. Cái activity du lịch này là xong rồi. Cái bãi biển ở Đại Nam, mặc dù Đại Nam bây giờ đã hết hoạt động rồi nhưng mà nó cũng từng một cái thời huy hoàng với những cái trò chơi đặc biệt mạnh, cái khu văn những bãi tắm nhân tạo này. Để chúng ta không có cần phải đi xa, chúng ta có thể đi đến Đại Nam với ví dụ như mình ở đâu dầu một thì mình đi đến Đại Nam cỡ nửa tiếng thôi, mình cũng phải đi xe buýt. Đó, nó khá là giống Suối Tiên hay là Đầm Sen kêu bạn ở thành phố này. Khi bạn đủ rảnh thì bạn có thể thêm vào đó ha. Đây là biển nhân tạo Đại Nam.
mà chúng ta có thể học tới phần CSS thì chúng ta có thể nhấn vào cái ảnh và cho chúng ta địa chỉ, nhấn vào địa chỉ có thể tốt luôn như vậy. Vì mình chưa có làm tới cái ứng dụng đó, mình chưa thực hành. Thì mình biểu hai là trong process thì hành của mình sau khi bắt vào thì nó nằm ở trong process đó. Ở Bình Dương thì có rất là nhiều quán cà phê đẹp, thích hợp cho các bạn trẻ mà thích có nhu cầu mà tự xuống. Quán này thì là quán Nguyễn Cà Phê. Quán này chủ yếu là tập trung mấy người thành đạt hoặc là những người đi làm, họ rảnh thì họ vô đây, vì đây nó khá là im lặng, không quá nhộn nhịp. Quán thứ hai thì view rất là đẹp. Bây giờ mình tiến hành viết trong phần chương trình chính. Rồi đầu tiên mình trong cái phần chương trình chính đây là mình cần phải sử dụng là một cái group, một cái radio group, rồi ba cái radio button cũng như là một cái nút nhấn để tiến hành khai báo. Radio group. Bây giờ mình sẽ tiến hành ánh xạ cho nó. Sẽ làm gì thì mình sẽ bắt đầu tiến hành là trước khi bấm nút nhấn mình phải kiểm tra về cái gì đã được nhấn trong cái radio group này. Rồi sẽ sử dụng radio group rồi set on check change listener, kiểm tra về cái sự thay đổi không. New on check on check listener thì kiểm tra sự thay đổi gì thì mình sẽ sử dụng cái hàm là
quýt để kiểm tra điều kiện, thì mình sẽ lựa chọn switch ID. Trường hợp mà tương tự như vậy, mình sẽ viết cho cái trường hợp K còn lại. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu kiểm tra cái nút bắt đầu của nhắn hàng. Chưa khai báo lại là kiểu gì thời gian hay nó cần không báo đỏ. Nếu mà là vòng 1 thì mình sẽ tiến hành làm cái gì? Mình sẽ tiến hành cái gọi là extend.
xong rồi sẽ hướng dẫn các bạn, nếu mà các bạn muốn không không muốn làm cho thiết bị luôn thì chúng ta cần phải mở chế độ nhận phát triển ở trên điện thoại. Thì bằng cách chúng ta vô cài đặt và vô thông tin thiết bị, chúng ta nhấn 7 lần vô phần Android thì hiện là bạn đã nhận phát triển, thì bạn mới bật chế độ nhận phát triển lên. Thì vô một vô phần chế độ nhận phát triển, chúng ta sẽ bật turn on nó lên thì chúng ta mới có thể mà được áp được. Để chạy xong một cái mô phỏng mình chưa lên rồi. Điện thoại cuối cùng khởi động xong đây. Nào sẽ xong rồi đây là Cẩm Nam và Bình Dương check ẩm thực nè, cà phê du lịch dùng check ẩm thực đây, cái quán bánh bèo nè, gà mắm xôi ở mặt cục nè, bác lại đường chỗ quán cà phê đi. Bài tập của mình đến đây là tương đối ổn. Nếu các bạn có thể thích thì các bạn sẽ thay đổi cái nền màu chữ nè, hoặc là thêm, ví dụ như khi mình vào du lịch thì mình có thể chuyển qua cái ẩm thực ở dưới, cái nút nhấn ẩm thực là chủ đề ở đây thì cơ bản là như vậy. Mình sẽ thêm vào ở dưới đây thôi, mình thêm cái thuật toán vào dưới đây thôi là được rồi. Mình sẽ trình bày ở bài tập này cơ bản nhất của các bạn coi và có thể nâng cao nó lên để thành các bài của mình. Và bài tập thứ hai của mình ở đây là hết. Xin cảm ơn các bạn, thầy ở chỗ đó nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.